Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả Chào và bạn. Bạn bên kia. Em tên là Tuyền, em đến từ Kiên Giang. Em nay em 28 tuổi, hiện em đang làm và học về lĩnh vực ngành dược. Nhưng mà em làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở nhà thuốc số 2 ở đường 40 Thuận Kiều ạ. Rồi, bạn trai giới thiệu. À, xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Mình tên là Hòa, nay mình 32 tuổi. Hiện tại công việc là giảng viên của trường đại học FPT. Wow. Tuy nhiên bạn này cứ hot boy quá, đâu tới 32 tuổi ta. Nè, thầy nhìn trẻ vậy thôi chứ nó cũng già lắm rồi. Ủa, quê mình ở đâu bạn? Dạ, quê ở Long An. Thật ra nó cũng gần, nó ở Bình Chánh nè. Chánh là chỗ nào? Gần chợ Bình Chánh. Gần chợ Bình Chánh, đường Đinh Đức Thiện đúng không? Đúng không? Vâng. Rồi, vậy rồi. Cũng gần. Về tình trường thì sao hai bạn? Em thì trải qua 3 mối tình rồi. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Với em thì em có một mối tình chính thức và một mối tình nó cũng gọi là tạm chính thức. Thôi giờ bỏ qua cái chuyện cũ đi. Bây giờ vấn đề về chuyện mới nè. Ưu điểm và khuyết điểm. Bạn gái trước đi. Dạ, ưu điểm của em là em có thể nấu ăn được, rồi làm việc nhà được. Và em rất là ham học hỏi. Cái khuyết điểm của em là anh văn với lại vi tính của em rất là kém. Trời ơi, thầy ơi, thầy nghe khuyết điểm bên này chưa thầy? Dạ, ưu điểm thì có lẽ là hiền lành, thật thà. Nói chung cũng nhiều ưu điểm mà dạng không thể nào kể hết. Dạ. Còn khuyết điểm thì chắc chừng hơi ngắn, với lại vào phòng lab thì mở máy lạnh hơi lạnh thôi. Vào phòng gì? Tại vì em dạy trường là phải vô phòng máy á chị. Nhưng mà nó nghe hồi nãy bên đây á, cái cô này cô nói là cái khuyết điểm của cổ là tiếng Anh á là cô dở đó. Dạ. Cô muốn gợi ý là bên đó là làm thầy dạy tiếng Anh cho cổ đó. Thì cái chuyện tiếng Anh thì dù sao em cũng đi du học về nên em nghĩ nó cũng không phải vấn đề lớn. Em đi du học ở đâu? Em du học bên Hàn Quốc. Hàn Quốc? Hàn Quốc về đó tiếng Anh? Không, bên đó là em vẫn học tiếng Anh nhưng mà em biết nói tiếng Hàn. Tại vì người Hàn Quốc ít nói tiếng Anh lắm. Nhưng mà giáo sư trong trường đại học là hầu như là người ta sử dụng tiếng Anh. Chứ anh đi qua Hàn Quốc anh nói tiếng Anh không ai hiểu hết trơn. Mà anh nói anh còn không hiểu không? Đúng rồi. Rồi bây giờ thử em nói một câu gì đó. Em yên tâm đi với anh là anh sẽ cố gắng để lo cho em trong điều kiện có thể. Nói tiếng Anh hay là tiếng Hàn? Tiếng Anh. Nói thử cho tôi nghe coi được không? Chứ sao nhiều khi nổ nói làm thầy giáo dạy tiếng Anh không phải hay sao quý vị? Không, cái này em không dạy tiếng Anh nha, em dạy tin học nha. Đúng rồi, nhưng mà giờ đi đó nói tiếng Anh giao tiếp được thì nói đi. Đi du học về mà. Hello. 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 If you want to study English, I can help you to improve your English. Maybe I'm not an English teacher, but I will try my best. Hiểu không? Là nếu em thích thì anh sẽ dạy tiếng Anh cho em. Mặc dù anh không phải là thầy giáo dạy tiếng Anh nhưng mà anh cũng sẽ cố gắng. Tiếp. Trời ơi, tôi dịch hay quá. Trời ơi. Về chỗ ngồi để nói nữa không biết được dịch. Được không em? Dạ, được. Được. Nhưng mà thầy giáo đi nước ngoài rồi du học về rồi có nhiều cô sinh viên nào đeo đuổi thầy giáo không? Sinh viên hả chị? Có cô sinh viên nào cũng, thầy cũng không? Khó lắm, tại vì bây giờ em cũng là 32 tuổi mà giờ cái lứa tuổi mà sinh viên nó toàn là 98, 96, nó nhỏ quá rồi, không có quen được. Cái chuẩn lý tưởng của bạn gái đặt ra là gì? Dạ, người mà em mong đó là trầm tính một tí. Dạ, với lại họ có một cái gì đó nó chững chạc. Tại vì tính em con nít, em muốn một người nào đó chững chạc để mà có thể là dung hòa được cái tính của em. Thứ hai nữa là một người cao hơn em tí. Chân ngắn rồi. Dạ. Không sao, nhưng mà chân ngắn người ta chạy chậm thôi. Nhưng mà dạ, người não người ta không có ngắn, người ta dạ, vẫn là nhanh. Dạ. Nha. Dạ. Được không? Cái đó thì để tính sâu đi chị. Trời ơi, vậy mà cái đó là khó nhất rồi. Chào chị. Giơ hai chân ra coi. Không có ngắn đâu. Thật ra cũng không ngắn lắm, nhưng mà nói chung cũng ngắn hơn đứa trẻ. Dạ. Thôi không sao. Thầy giáo đã có kế hoạch gì tiến tới hôn nhân chưa? Hôn nhân thì như chị thấy em đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè. Bây giờ chỉ cần điền tên bằng nữ vô thôi. Ồ, thiệp cưới luôn? Vâng, có thiệp cưới, mời chị Cát Tường với lại anh Quyền lên luôn. Bây giờ chỉ cần bằng nữ thôi, kiểu là ghi tên vào và bấm nút. Nhưng mà mình đã chuẩn bị những cái gì để mình thuyết phục nữ mình lấy được vợ chưa?
Thì nhà cửa thì có thể ở nhà của em. Thì em có công ăn việc làm. Nói chung là chuẩn bị sẵn sàng, ready. Ok. Nhưng mà cái chuẩn mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao? Em thích người phụ nữ hướng về gia đình á, tức là theo kiểu chăm lo gia đình và cũng có công ăn việc làm để phụ chăm lo về cuộc sống tương lai. Rồi vậy được rồi. Nếu hoàng nữ đứng cao hơn em có ngại không? Cao mà cao vừa thôi chứ cao quá. Cao vời vợi thì cũng không cao được. Vời vợi quá thì không sao cũng được. Được luôn á. Dễ được luôn. Mình có phải làm dâu gì không? Nhà là mình ở với ai? Làm dâu, nếu chị làm dâu thì em ở với lại bố mẹ. Làm dâu thì làm dâu với ở nhà em sướng lắm. Mấy nhà lo hết rồi, tại tất cả phương tiện có hết rồi. Nhiều khi mẹ còn nấu ăn hết, mình đi làm. Nói chung làm dâu nhà em rất là sướng nên đừng có lo. Đừng có lo gì hết. Vâng. Rồi, em có tật xấu gì không? Em theo chuẩn gọi là chuẩn đàn ông, tại em lùn thôi nha. Em không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc. Không nghe gú. Nếu mình chẳng lăng nhăng nha. Thích gái đúng không? Có mới lên đây chị. Gái có muốn kiểm tra sức khỏe bạn trai không? Có muốn hít đất không hay là tha? Dạ thôi. Thôi ha, tha dạ. Này ha. Bạn gái nói tha, tội nghiệp hai cái chân nó ngắn nó mệt. Để qua coi dạ. Đàn trai, đàn gái sao mà bỏ qua bỏ hành đàn trai quá vậy? Trời, qua đây coi đi. Dạ em chào anh. Trời ơi, dễ thương dữ vậy ta. Này phải bắt cái ghế đẩu á. Vấn đề là nếu mà hai người đồng ý á, thì khi nào anh ấy về Kiên Giang được? Dạ cái đó thì tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. Hoàn cảnh gì đó, cụ thể hoàn cảnh em nè. Giờ học bao lâu rồi, tiếng nơi gì nào nè, em thì khoảng 5 rưỡi nữa là em ra. Dạ nếu như được thì tốt nghiệp thì 5 rưỡi ra. Dạ. Ok. Mình tổ chức một cái tiệm thuốc tây ha. Dạ. Cái vợ bán thuốc tây, chồng đi dạy FPT. Trời ha. Được. Cặp này được. Cặp này thấy ổn định rồi đó. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ chào anh. Chào em. Dạ. Em có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Chị Cát Tường, em có chuẩn bị sẵn hết rồi chị. Em là chuẩn bị ready hết rồi. Em cái này thì nói chung là cái mẫu thôi. Dạ. Em xem em điền tên vào ha. Dạ. Anh có điền tên rồi. Đây là của anh. Trời ơi thầy. Chu đáo quá. Thầy quá xuất sắc. Chưa có bấm nút em, gì có thiệp em cưới. Em biết cái cuốn này là tựa là yêu để cưới. Mà anh kiếm rất là khó, bây giờ nguyên cái nhà sách của Phương Nam nó chỉ còn một cuốn duy nhất. Cảm ơn anh. Rồi, yêu là cưới. Bây giờ bạn cảm nhận về nhau đi. Dạ, thì dễ thương, hiền, biết nấu ăn thì là quá là đạt chuẩn rồi. Mà em dự định là cỡ khi nào em có thể kết hôn? Thời gian nó giống như một cọng dây thun vậy. Mình muốn dài thì nó dài, muốn ngắn thì nó ngắn. Đó là tùy thuộc vào thời gian, cái tình cảm của mình nó đủ lớn hay không. Thì nếu mà thời gian sớm nhất em nghĩ là cỡ bao lâu? Em nghĩ thời gian sớm nhất là khoảng 1 năm. Nói chung là tụi mình gặp nhau có duyên thì mình hãy dành cho nhau một cơ hội em nha. Dạ. Rồi hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Mình suy nghĩ thật kỹ nha. Trao đổi rồi đó, bây giờ là giờ phút quan trọng. Có người thân của mình chứng giám ở dưới kia. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Giáo hơi nôn nao chút xíu hả? Chưa đếm mà sao đã bấm? Thì cơ hội nó không đến 2 lần vậy. À, tại mình chân ngắn, mình sợ chạy chậm, mình chạy trước đúng không? Dạ. Yeah. Hãy nắm tay nhau thật chặt nào. Nắm tay em nha. Bây giờ nắm tay nhau thì đôi trẻ cảm thấy như thế nào? Dạ, thấy rung. Có hồi cảm hợp. Xúc gì chưa? Hồi hộp. Bây giờ thủ tục mình hôn nhau để mình kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt. Dạ, cái đó để sau đi chị. Không có sau. Đó. Thầy giáo. Thôi, anh thành công nha. Trời, thấy má cười quá trời luôn kìa. Được không cô? Cưới liền không? Cưới nhà gì ha? Thiệp đã có rồi, chờ ngày ghi tên thôi. Nào, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng và một thẻ thanh toán quốc tế DCB đến từ Nhật Bản giá trị 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn tiến đến hôn nhân sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan.
Cái này khi nào dùng cũng được hả chị? Khi nào dùng cũng được, miễn hai bạn lấy nhau là được. Nhưng mà lấy người khác thì không được. Nhá, nhớ điền tên vào thiệp rồi mời chúng tôi nha. Bắt tay thật sạch đi nha các bạn nha.